Đối mặt với sự mạnh mẽ của Lâm Thiền, Tống Đình Uy không dám xem thường. Cố phu nhân, tất cả đều là cô tự suy đoán, tôi không hề thừa nhận. Lâm Thiền nhìn anh ta chằm chằm, cố gắng tìm kiếm một ít đầu mối trong đôi mắt chột dạ của anh ta. Tống Đình Uy nói tiếp. Cố phu nhân, tôi là người cố chấp hiếm có, đến nỗi tôi còn sợ cả bản thân mình. Nói khó nghe một chút thì đó là để đạt được mục đích. Tôi thề sẽ không bỏ cuộc. Tôi chắc chắn phải có được Lâm Du. Anh nằm mơ đi. Tống Đình Uy sững sờ, giọng điệu và vẻ mặt của Lâm Thiền và Lâm Du khi nói câu này rất giống nhau. Thế thì cứ xem như tôi nằm mơ vậy. Có điều tôi tin rằng một ngày nào đó giấc mơ đẹp này sẽ trở thành sự thật. Lúc này cô y tá thông báo bình an lúc nãy đã đi ra. Người nhà của Lâm Du đến ngay đây. Lâm Thiền lập tức vọt tới. Lâm Du đã được đưa đến phòng bệnh thường, sẽ ở lại bệnh viện 2 ngày. Đây là giấy thông báo nhập viện. Cô đến khu nội trú làm thủ tục nhé. Vâng, cảm ơn. Đừng khách sáo. Trong phòng bệnh, lúc Lâm Du tỉnh lại thì sắc trời ngoài cửa sổ đã tối. Cô nhìn xung quanh, thấy trần nhà màu trắng, tường màu trắng, ga giường màu trắng. Lúc này mới ngạc nhiên phát hiện mình đang ở bệnh viện. Phản ứng đầu tiên của cô là vén chăn định xuống giường. Ấy! Lâm Thiền vội đè cô xuống. Chị làm gì vậy? Đang truyền nước biển mà chị xuống giường làm gì? Mặc dù đã tỉnh nhưng Lâm Du vẫn còn sốt cao, cơ thể đã sớm rã rời. Cô yếu ớt nằm trên giường nói. Chị còn bàn thảo về sao? Chị phải về, ngày mai còn một buổi phỏng vấn rất quan trọng. Thôi đi, bây giờ em có thể để chị đi thì chị cũng không đi được. Đã là lúc nào rồi mà chị còn muốn viết bản thảo phỏng vấn? Nếu hôm nay em không đến tìm chị thì chị đã chết trong ký túc xá rồi đấy. Dù vậy thì chị cũng phải giao bản thảo, không giao sẽ xảy ra chuyện lớn. Sẽ xảy ra chuyện lớn gì chứ? Tiểu Thiện, chị chỉ là một thực tập sinh thôi, không giao bản thảo đúng hạn sẽ bị đuổi. Đuổi thì đuổi, chẳng phải chỉ là một công việc thực tập thôi sao? Tiền lương bao nhiêu, em cho chị. Lâm Du cắn môi, cảm thấy nhục nhã và tủi thân, nhưng cô biết rằng Lâm Thiền chỉ vì lo lắng cho cô. Cô nén nước mắt khẽ nói. Tiểu Thiền, chị và em không giống nhau. Chị đã không còn gì nữa, chị không thể lựa chọn điều gì, cũng không thể thay đổi điều gì. Công việc là điều duy nhất chị có thể lựa chọn và thực hiện. Chị không thể mất nó. Vậy chị cũng phải lựa chọn theo lý trí đúng không? Chờ sức khỏe của chị tốt hơn rồi, đi làm không được sao? Em chưa từng ra ngoài nên không biết nơi làm việc cạnh tranh rất kịch liệt. Hàng năm, đài truyền hình nhận nhiều thực tập sinh như thế. Cuối cùng có bao nhiêu người được vào làm việc? Lại thêm các trường hợp có bối cảnh, có hậu thuẫn nữa. Chị không có gì cả, chỉ có thể cố gắng nhiều hơn bọn họ thôi. Vì nói nhiều nên Lâm Du thở hơi gấp. Trên trán rịn ra những giọt mồ hôi to, cỡ hạt đậu. Lâm Thiền không phản bác mà cứ lẳng lặng nhìn cô. Chị nhìn chị đi. Mới nói mấy câu đã mệt vậy rồi. Bây giờ dù có để chị đi viết bản thảo thì chị có thể viết sao? Lâm Du cảm thấy mình cứ như đang nằm trong nước vậy. Bèn hơi cựa quậy, lúc này cô mới phát hiện cả người mình toàn là mồ hôi, quần áo đều ướt đẫm. Cô sốt ruột nhưng lại đành chịu, nước mắt rơi lã chã. Lâm Thiền nhẹ giọng nói. Vừa rồi y tá nói, ra mồ hôi là chứng tỏ đã hạ sốt, em thay quần áo cho chị nhé, được không? Ừ. Đêm đó Lâm Thiền ở lại bệnh viện với Lâm Du. Đã lâu rồi hai chị em không tâm sự thân mật với nhau thế này. Nhắc đến Cao Kỳ Khâm, Lâm Du có chút ấn tượng với cậu ta. Cao cao gầy gò, mặc dù hơi đen nhưng không giảm đi vẻ đẹp trai, là một chàng trai hay xấu hổ. Đáng tiếc thật. Đúng vậy, Cố Thành Kiêu nói cậu ta bị nổ đến biến dạng. Lúc trở về phải dùng quốc kỳ để che lại. Ba mẹ cậu ta muốn nhìn con trai lần cuối mà cũng bị ngăn cản. Cuối cùng chẳng ai được nhìn cả. Đúng rồi, nhìn xong ai chịu nổi. Hiện giờ Phạn Phạn thế nào? Cậu ấy trốn trong nhà khóc cả ngày. Em gọi đi chơi, cậu ấy cũng không chịu đi. Giống như chị vậy, toàn trốn tránh em. Ngay cả hôn lễ của em, cũng không tới dự. Lâm Du giải thích. Chị phải đi làm mà. Dẹp đi, trước mặt em còn cố tỏ ra mạnh mẽ hả? Anh cả cũng không đến, hai người hẹn nhau phải không? Lâm Du sững người. Cô không nghĩ tới chuyện này, nhưng trước mắt cô phải làm một chuyện nan giải. Tiểu Thiện, mẹ chị tham ô 100 triệu công quỹ. Thật ra bà ấy không có ý tham ô đâu. Bà ấy chỉ muốn đảm bảo cho cuộc sống của mình thôi. Ban đầu chuyện này vốn chẳng có gì. Bản thân Chu Mạn Ngọc là cổ đông của Lâm Thị. Trước đó Lâm Thị đứng trước cảnh khốn cùng, bà ta cũng đã lấy toàn bộ số tiền dành dụm của mình để bù vào. Nhìn thấy Lâm Bồi Bao nuôi minh tinh nên bà ta đã tư lợi để tự đảm bảo cho mình. Thế nhưng tiền này bỏ vào thì dễ, nhưng lấy ra vô cùng khó khăn. Bà ta lấy đi, thế là thành tham ô công quỹ. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ chẳng nhỏ. Ai bảo tin tức Lâm Thị rửa tiền bị lộ ra, để cho tất cả nguồn tài chính của Lâm Thị đều bị phóng đại dưới kính hiển vi. Thế nên bây giờ, chuyện Chu Mạn Ngọc lấy 100 triệu của Lâm Thị đã bị quy thành tham ô công quỹ. Và lại Lâm Bồi phạm tội, không được rửa sạch hiểm nghi. Bản thân Chu Mạn Ngọc là vợ, đương nhiên có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Lâm Du dò xét hỏi thăm. Tiểu Thiền, thủ trưởng Cố có thể đảm bảo cho mẹ chị không? Nếu có anh ấy đảm bảo, có lẽ mẹ chị sẽ có thể được phép nộp tiền bảo lãnh lần nữa. Từ đầu đến cuối Lâm Thiền đều nhớ đến lời dặn dò của bà nội. Vụ án này dính dáng đến rất nhiều người, sơ sẩy một chút sẽ có thể liên lụy đến Cố Thành Kiêu, cho nên cô không dám đồng ý với Lâm Du. Chuyện này có lẽ rất khó, Tiểu Cao Tử cũng vì vụ này mà hy sinh. Mấy ngày nay Cố Thành Kiêu đều không ở nhà, hơn nữa anh ấy phải lấy thân phận gì để làm người bảo đảm chứ? Lâm Du gật đầu tỏ ý đã hiểu, cũng không nói thêm gì nữa. Tiểu Thiền, chị cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Ngày mai chị muốn xuất viện. Chị lại đi phỏng vấn à? Không, nhiệm vụ phỏng vấn đã giao cho người khác rồi. Chị về ký túc xá nghỉ ngơi cũng vậy thôi mà. Vậy làm sao chị ngủ? Chị ít cũng có cái giường. Chờ chị kiếm được tiền sẽ thuê một căn nhà trọ tốt hơn. Em có tiền, cứ xem như em cho chị mượn đi. Khi nào kiếm được tiền thì chị trả lại cho em được không? Cái đó không giống, chị muốn dựa vào chính mình. Lâm Thiền bày tỏ sự bất mãn. Vậy chị đến Thành Để ăn Tết đi, người trong đội Cố Thành Kiêu cũng tới, mọi người cùng nhau ăn Tết, náo nhiệt lắm. Không đợi Lâm Du trả lời, Lâm Thiền đã vội nói. Không được từ chối em, sắp sang năm mới rồi, em sẽ không để chị một mình đâu. Vậy cũng được, cảm ơn em. Ngốc. Cảm ơn gì mà cảm ơn? Quan hệ giữa chúng ta còn cần phải nói cảm ơn sao? Còn nữa, chị nhớ phải tránh xa tên Tống Đình Uy kia nhé. Ừ, không nhắc đến là quên anh ta luôn. Nếu không phải vì phí sinh hoạt của Lâm Tiêu, chị thật sự muốn đánh anh ta một trận. Cả ngày cứ lảng vảng trước mặt chị thật sự thấy ghê tởm. Hay là chị nhờ anh cả giúp đỡ? Lâm Du quả quyết từ chối. Thôi đi, đừng làm phiền anh ấy. Lần trước, em gửi chị ảnh chụp anh ấy uống say thất thố ấy. Chị có nhận được không? Có. Chị không đau lòng sao? Chuyện gì cũng sẽ qua. Một thời gian ngắn sau, anh ấy sẽ quên chị. Chúng ta đừng nói về anh ấy nữa được không? Chị muốn ngủ. Lâm Thiền yên lặng thở dài. Được rồi, chị ngủ ngon. Ngủ ngon. Mặc dù cuối cùng Lâm Du cũng bổ sung bản thảo phỏng vấn, nhưng cô vẫn bị khai trừ. Lý do là không xin phép trước đã nghỉ. Cô đến văn phòng chủ biên để giải thích, nói rằng không phải cô muốn mình sốt tới ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, việc trước tiên cô làm là đến xin nghỉ phép. Thế nhưng kết quả bị khai trừ vẫn không thay đổi. Lâm Du tức giận rời khỏi đài truyền hình. Thật ra trong lòng cô đã nắm chắc việc mình bị đuổi chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ là cô không cam tâm, thật sự rất không cam tâm. Thành tích thi viết của cô đạt giải nhất, phỏng vấn và thi vòng 2 cũng đạt giải nhất. Chủ biên từng vui mừng khôn xiết chào đón cô đến, còn cực lực thuyết phục cô hãy từ bỏ học nghiên cứu sinh, đồng thời hứa hẹn sau khi tốt nghiệp sẽ nhận cô vào làm việc chính thức. Thế nhưng thành tích xuất chúng của cô cũng dễ dàng bị ghen ghét. Không lâu sau đó, thân phận cô hai của tập đoàn Lâm Thị rửa tiền của cô bị người ta báo với chủ biên. Từ đó về sau, cô cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong thái độ của chủ biên đối với cô. Các đồng nghiệp tuy nể mặt nhưng thực tế lại không muốn gần gũi cô. Lúc cô ôm thùng giấy ra khỏi đài truyền hình thì tâm trạng rất tệ. Vừa ra khỏi cửa kính không bao xa, giày cao gót của cô bỗng vấp phải thứ gì đó dưới đất. Theo quán tính, cô ngã nhào về phía trước. À! Cô ôm thùng giấy ngã sấp xuống đất. Những món đồ vụn vặt trong thùng giấy văng đầy ra đất, xung quanh im lặng. Khi âm thanh bên tai đột nhiên thay đổi, là bất thình lình ồn ào hay đột nhiên yên tĩnh, đều là chuyện khiến người ta không thể bỏ qua được. Lúc này Lâm Du mới nhận ra, hình như mình đã xông vào nơi nào đó rất quan trọng. Dưới cửa chính có trải thảm đỏ, vừa rồi cô bị vấp chân bởi cái thảm đỏ này. Các vị lãnh đạo ăn vận trang nghiêm đứng ở hai bên thảm đỏ. Cô quan sát thì thấy bọn họ toàn là lãnh đạo cao cấp của đài truyền hình. Quang cảnh long trọng thế này, ngay cả lãnh đạo đài cũng ở đây. Chẳng lẽ có nhân vật lớn nào đến tham quan? Cô đột nhiên ngã nhào giữa đường thế này, các vị lãnh đạo đều nhìn cô, đồng thời ai cũng tỏ ra sợ hãi. Một khi đã xui xẻo thì dường như cả thế giới đều đối địch với bạn. Đi bộ thôi cũng ngã. Lâm Du vội bò dậy. Á, nhưng cô chật chân rồi. Vừa đứng lên đã đau đến không chịu nổi. Oh no, trước giờ con không phải dạng yếu đuối cần người thương tiếc. Ông trời ơi, ông đừng đùa con được không? Hai đồng nghiệp có vẻ như là thư ký vội vàng đến xua đuổi. Cô ở tổ nào? Xảy ra chuyện gì? Lãnh đạo tổng cục sẽ tới đây ngay. Cô đến nơi quan trọng thế này gây rối gì vậy? Lâm Du nén cơn đau dữ dội ở mắt cá chân, vội vàng nhặt đồ vào. Muốn gây chú ý phải không? Bây giờ thủ đoạn của bọn phóng viên thật là đa dạng. Nhưng sao cô không nhìn xem đây là nơi nào? Cục trưởng tổng cục sắp tới rồi, còn không mau đi. Cục trưởng tổng cục, Lâm Du sợ đến toát mồ hôi lạnh. Chả trách ngay cả lãnh đạo đài cũng đích thân ra nghênh đón. Quả thật là lãnh đạo lớn đến thị sát mà. Hai cô đồng nghiệp cùng nhau nhặt đồ giúp cô, rồi tiện tay ném vào thùng giấy. Có lãnh đạo gằn nhẹ. Xe của cục trưởng tới rồi, đi mau. Hai cô đồng nghiệp nghe xong im lặng đỡ Lâm Du đứng lên rồi kéo cô qua một bên. Bước từng người nhanh chóng ngăn trở Lâm Du bên ngoài. Cô và cái thùng giấy lộn xộn kinh khủng bị ném ra ngoài giống như rác rưởi. Cô cắn môi không thể phàn nàn, nhưng tâm trạng càng thêm suy sụp. Đúng lúc này một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi dừng lại trước thảm đỏ. Người đứng hai bên vỗ tay nhiệt liệt. Xe dừng, cửa mở, Cố Đông Quân bước xuống từ ghế sau của xe. Lãnh đạo đài nhiệt liệt bước ra đón tiếp đầu tiên, sau đó từng người một bắt tay với Cố Đông Quân. Từ khi nhậm chức, đây là lần đầu tiên anh đến thị sát, không ai dám thất lễ. Phóng viên nhấn bàn chụp liên tục, kích động ghi lại cảnh tượng chân thật động lòng người này. Đoàn người nối tiếp nhau đi vào trong, bỗng nhiên Cố Đông Quân dừng bước nhìn chăm chú về phía cổng chính. Anh thấy một chiếc giày cao gót ngã ngang trên thảm đỏ, giày màu đen, thảm đỏ nên rất dễ trông thấy. Lãnh đạo đài vội vàng lệnh cho người bên ngoài. Mau lấy giày ra. Thế nhưng Cố Đông Quân đã nhanh chân bước đến, khom người nhặt chiếc giày lên. Chiếc giày này trông từ xa chẳng có gì lạ, nhưng cầm lên nhìn gần thì anh nhận ra ngay. Lâm Du cũng có một đôi giày cao gót màu đen thế này, còn là anh đích thân chọn cho. Anh không suy nghĩ nhiều, tiện thể nhìn thoáng qua giày cao gót. Gót giày này cũng có một vết cắt giống y chang đôi giày của Lâm Du. Sao lại trùng hợp thế này? Dường như có linh cảm, Cố Đông Quân hơi nghiêng đầu qua, cứ thế nhìn vào bóng lưng suy sụp mà quen thuộc đằng sau đám người nọ. Tiểu Du. Anh đọc thầm tên cô trong lòng, hai chân bất giác bước về phía cô. Lúc này, Lâm Du một tay ôm thùng giấy, một tay vịn tường, đi cài nhắc. Mấu chốt là chân cô không mang giày. Cố Đông Quân không hề nghĩ ngợi liền nhanh chân, băng qua đám người đi về phía Lâm Du. Giày của em. Anh nói. Lâm Du dừng lại, sau đó từ từ xoay người. Vừa nhìn thấy anh, cô ngớ người sửng sốt câm lặng. Hóa ra là anh đến. Hóa ra anh chính là vị nhân vật lớn kia. Cô xấu hổ đến nỗi tất cả cơ mặt đều cứng lại. Lúc này chủ biên của tổ phỏng vấn hấp tấp chạy đến nói: Cục trưởng Cố, để ngài chê cười rồi. Đây là thực tập sinh vừa bị tôi đuổi việc. Hải, cô ta làm việc nóng vội, chẳng hề tập trung, mong ngài đừng để bụng ạ. Lâm Du tựa lưng vào tường cúi đầu đứng một chân, hai tay ôm thùng giấy run rẩy, co ro như chim con cô đơn yếu ớt. Cố Đông Quân nghe chủ biên quở trách cô thì trong lòng vô cùng khó chịu. Là anh phụ đạo cô thi viết, là anh chỉ đạo cô phỏng vấn lần đầu tiên, cô nghiêm túc đến nỗi ngay cả anh cũng bội phục, nói cô nóng vội đúng là ngụy biện mà. Ông đừng nói nữa. Cố Đông Quân cắt lời chủ biên cứ nhìn Lâm Du mãi. Chủ biên lập tức ngậm miệng sợ hãi cúi rạp người. Cố Đông Quân nhìn xuống thấy cô mang tất chân màu da, mắt cá chân bên trái sưng rất to. Chả trách cô cứ cà nhắc. Anh nói: Lên xe chở anh. Lâm Du lắc đầu, nhận lại giày cao gót trong tay Cố Đông Quân. Từ đầu đến cuối cô không dám nhìn anh. Cảm ơn cục trưởng Cố, tôi có thể tự đi được. Thật sự xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến công việc của ngài. Tim Cố Đông Quân đau thắt lại một hồi. Mười mấy ngày thôi mà cô đã lạnh nhạt với anh như vậy. Anh đã mạnh mẽ đè nén nỗi đau mất cô, dùng công việc bận rộn để làm mình quên đi. Nhưng đến khi màn đêm buông xuống, nỗi nhớ nhung cứ như vậy, leo vướng víu hành hạ anh. Nhiều lần chịu không nổi, anh đã cầm điện thoại lên bấm số của cô, nhưng trong đầu cứ vang lên câu nói: Không muốn dây dưa của cô mà ngắt máy. Giờ phút này chẳng phải anh nên cười sao? Cô tuyệt tình đá văng anh như thế. Rất nhanh đã nhận lấy quả báo rồi. Đầu tiên là không có nhà, sau đó ngay cả mẹ cô cũng bị vào tù. Bây giờ cô lại mất việc. Thế nhưng tại sao tim anh lại đau thế này chứ? Lên xe chờ anh. Anh lại ra lệnh lần nữa, còn quay lại nói với tài xế của mình: Tiểu Chu, dìu cô ấy lên xe. Lâm Du yên lặng ngồi trong xe của Cố Đông Quân. Không phải cô thật sự nghe lời ở đây chờ anh, mà là vì sau khi bị khai trừ, cô không còn nơi nào để đi. Lúc trước bởi vì suôn sẻ thi đậu vào làm thực tập sinh cho đài truyền hình, trong đài còn sắp xếp ký túc xá cho nhân viên, vậy nên cô không xin ở lại trường. Không xin ở lại trường cũng đồng nghĩa với việc phải chờ đến khai giảng mới có thể về trường. Biệt thự Lê Viên của nhà họ Lâm đã bị niêm phong, ký túc xá nhà trường không thể về, ký túc xá đơn vị cũng không ở được. Lần này cô thật sự không còn nơi nào để đi. Kết quả này đến sớm hơn dự liệu của cô, khiến cô hoàn toàn bó tay. Sau khi Cố Đông Quân đến tổng cục, thì tài xế Tiểu Chu mới được phân công làm tài xế của anh. Vì vậy anh ta, cũng như những người khác, tưởng rằng cục trưởng đại nhân vốn chỉ có lòng tốt giúp đỡ kẻ yếu thế mà thôi. Tiểu Chu ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, thấy cô gái trẻ ngồi phía sau ủ rũ cúi đầu, thế là có lòng hỏi han: Thưa cô, chân cô không sao chứ? Chỉ bị trật chút thôi, bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Lâm Du ngẩng đầu lên nhìn tài xế để bày tỏ sự tôn trọng. Cảm ơn anh đã quan tâm. Ánh nhìn này làm Tiểu Chu ngượng ngùng cười nói: Nên vậy mà, cục trưởng Cố của chúng tôi đúng là một vị lãnh đạo tốt. Lát nữa ngày ấy chắc chắn sẽ đưa cô về nhà. Nhắc đến về nhà, Lâm Du liền sốt ruột vội vã muốn xuống xe. Cảm ơn anh, chân tôi đã không sao rồi. Anh thay tôi gửi lời cảm ơn đến cục trưởng Cố nhé, cảm ơn anh. Này, cô ơi, cô đừng xuống xe mà. Cô đi rồi tôi biết giải thích với cục trưởng Cố thế nào đây. Này này. Mặc cho tài xế giữ lại, Lâm Du vẫn kiên quyết xuống xe. Sắp đến cuối năm nên xe trên đường rất ít, người đi đường cũng thưa thớt. Trong gió lạnh vi vu, cô ôm thùng giấy đi cà nhắc về phía trước. Chỗ bị trật đã không còn đau đớn như trước đó, có điều đi bộ vẫn hơi nhoi nhói. Đang lúc cô nghĩ tiếp theo nên đi đâu, thì đột nhiên có một chiếc xe sang trọng dừng ngay bên vệ đường. Chiếc xe này cô không thể quen thuộc hơn. Tống Đình Uy lại tới. Anh ta xuống xe cầm lấy thùng giấy trong tay Lâm Du hỏi: Sao em không đi làm? Hay là em bị người ta đuổi rồi? Lâm Du lườm anh ta một cái, mất kiên nhẫn nói: Đưa cho tôi. Em thích công việc này như thế, không có lý do nào lại nghỉ. Là bị đuổi phải không? Tên nào dám đuổi em? Anh đủ rồi nhé, đưa cho tôi. Tống Đình Uy chuyển thùng giấy ra xa khỏi tầm tay cô. Chân em bị sao mà đi cài nhắc vậy? Nói anh biết đi, có phải giày chật quá không? Không liên quan đến anh. Chuyện của em cũng là chuyện của anh. Nói anh biết đi, anh sẽ ra mặt giúp em. Trời ơi, anh đừng làm tôi dối thêm nữa. Có biết tôi phiền lắm không hả? Trả lại cho tôi. Tống Đình Uy không trả, còn cố ý giơ cao thùng giấy qua khỏi đầu. Lâm Du biết anh ta cố ý, có điều cô không có tâm tư đùa giỡn với anh ta. Anh cần thì tôi cho anh đấy, tôi bỏ. Nói rồi cô tức giận quay người rời đi. Đừng đi, anh chỉ đùa em chút thôi mà. Anh cầm thùng giấy của em làm gì chứ? Nói xong Tống Đình Uy liền nắm lấy cánh tay cô. Lâm Du rất chán ghét sự dây dưa của anh ta. Nếu không phải vì phí sinh hoạt của Lâm Tiêu, cô thật sự rất muốn cởi giày đánh bể đầu anh ta. Cùng lúc đó xe của Cố Đông Quân cũng đuổi tới. Sau khi thị sát xong, anh trở lại xe thì phát hiện cô không còn ở đó. Thế là anh lập tức bảo tài xế đuổi theo. Xe vẫn chưa dừng hẳn, anh đã gấp gáp bước xuống, đoạt lấy thùng giấy từ sau lưng Tống Đình Uy rồi đẩy anh ta ra. Buông cô ấy ra. Tống Đình Uy không hề phòng bị nên hơi lảo đảo. Tôi nói này, cục trưởng Cố, cứ xuất quỷ nhập thần xuất hiện sau lưng người khác như vậy là sao? Cố Đông Quân chẳng hề để ý đến Tống Đình Uy, nắm lấy cánh tay Lâm Du định kéo đi, khi thế bá đạo ấy không cho phép bất cứ ai chống đối. Lâm Du chống cự. Anh làm gì vậy? Em không đi theo anh đâu, anh buông ra. Nhưng Cố Đông Quân hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối, liền kéo cô đi. Nếu là chuyện khác thì Tống Đình Uy sẽ không gây với Cố Đông Quân. Dù sao, anh ta cũng biết nhà họ Cố có thể hô mưa gọi gió ở thành phố B. Anh ta không dám trêu vào, nhưng anh ta tuyệt đối không muốn Cố Đông Quân có thêm cơ hội được gần Lâm Du. Vất vả lắm anh ta mới chia rẽ được bọn họ cơ mà. Anh ta xông lên trước chặn lại. Cục trưởng Cố, anh cứ thế mà cướp người giữa đường sao? Sao anh không hỏi xem Lâm Du có muốn đi theo anh không? Nếu cô ấy nói rằng muốn đi theo anh, vậy thì tôi không còn lời nào để nói. Còn nếu cô ấy không muốn, thì có ai cũng đừng hòng đưa cô ấy đi trước mặt tôi. Khuôn mặt Cố Đông Quân có sự cao ngạo không ai bì nổi. Đó là khí chất bẩm sinh của anh. Anh chẳng thèm đôi co với Tống Đình Uy, mà chỉ quan tâm đến ý kiến của Lâm Du. Anh quay lại nhìn cô gặng hỏi. Em muốn đi với ai? Lâm Du hất mạnh tay anh ra. Dù thế nào, em cũng không đi với anh. Cố Đông Quân trừng mắt nhìn cô. Ánh mắt không hề dịu dàng, giống như đang nói. Em đừng tùy hứng, muốn gây chuyện thì về nhà. Thế nhưng rõ ràng Lâm Du không nhận ra sự cảnh cáo của anh, còn chủ động khoác tay Tống Đình Uy hiên ngang bình tĩnh, ung dung nhạt nhẽo nói. Cục trưởng Cố, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi thật sự không cần. Vẻ mặt Cố Đông Quân trở nên méo xẹo vì đau lòng, khó tin nhìn Lâm Du, muốn tìm ra nét diễn kịch trên mặt cô. Tống Đình Uy cũng bất ngờ, bình thường cô dùng trăm phương ngàn kế để trốn tránh, ấy vậy mà hôm nay lại chủ động khoác tay anh ta. Anh ta ngạo mạn giành lấy thùng giấy của cô từ tay Cố Đông Quân, còn ra vẻ khinh khỉnh nói. Cho xin lại nhé, làm phiền cục trưởng Cố rồi. Ngài là một cục trưởng tốt, chuyện nhỏ của thường dân chúng tôi cứ để tự chúng tôi giải quyết. Lâm Du là dao găm sắc bén đâm vào tim anh, còn Tống Đình Uy tựa như mắm muối chà sát lên vết thương của anh. Anh hít sâu một hơi nhìn Lâm Du chăm chăm, trịnh trọng hỏi. Đây là lựa chọn của em. Lâm Du ngập ngừng một lúc không nói gì. Em nhìn vào mắt anh. Cố Đông Quân hét lớn. Nói cho anh biết đây là lựa chọn của em phải không? Lâm Du giật nảy mình, bờ vai nhỏ bé bất giác run lên. Rất hiếm khi anh nói chuyện lớn tiếng thế này. Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn anh. Vâng. Cố Đông Quân dần siết chặt nắm đấm, nghiến chặt răng, mạch máu trên trán như sắp vỡ ra. Được, anh hy vọng em sẽ không hối hận. Khóe môi Lâm Du run rẩy nở nụ cười. Em tuyệt đối sẽ không hối hận. Tống Đình Uy vô cùng đắc ý kéo Lâm Du lên xe của mình. Anh ta còn đê tiện, khoe khoang với Cố Đông Quân đang đứng ở ven đường. Bye bye cục trưởng Cố, chúng tôi đi đây. Cố Đông Quân cứ thế trơ mắt nhìn Tống Đình Uy và Lâm Du rời đi. anh còn có thể làm gì được chứ? Tiểu Chu ở cách đó không xa, chứng kiến tất cả, kinh ngạc đến nỗi hàm cũng sắp rơi xuống. Chẳng lẽ cô gái đó chính là bạn gái vừa mới chia tay của cục trưởng Cố? Ôi chúa ơi, quá ảo diệu, may mà vừa rồi không mở miệng xin số điện thoại.